Vòng 1, giải xe đạp địa hình cự ly ngắn Cúp các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 sẽ được tổ chức tại Lào Cai từ ngày 23 đến 25 tháng 3. Giải do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh phối hợp với Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam tổ chức. Theo ban tổ chức, lễ khai mạc giải đua sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 3 tại sân nhà thi đấu Đà Nẵng tỉnh. Các vận động viên tham gia thi đấu với 6 nội dung băng đồng tính điểm, gồm băng đồng vòng tròn nhỏ nam trẻ, nữ trẻ, băng đồng vòng tròn nhỏ nam nữ mở rộng và băng đồng loại dần nam nữ mở rộng. Địa điểm thi đấu tại khu vực sân vận động tỉnh thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Lào Cai. Lào Cai dự kiến có 11 vận động viên tham gia giải. Đây đều là các vận động viên thuộc đội tuyển xe đạp Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh. Hiện tại, các vận động viên đang tích cực tập luyện kỹ chiến thuật nhằm chuẩn bị tinh thần thi đấu tốt nhất tại giải. Giải xe đạp địa hình cự ly ngắn Cúp các câu lạc bộ quốc gia là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước. Thông qua tổ chức giải nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch và con người Lào Cai thân thiện, giàu lòng mến khách đến bạn bè trong nước và quốc tế.